Những hình ảnh này chắc có lẽ bà con mình đều biết đây là dược liệu gì, đúng không? Rất là thân quen với bà con mình. Đây là dây mớp hương đó bà con. Ở vùng Cổ Lâm thì gọi là như thế. Tại vì mớp á, nó có nhiều loại, ví dụ như là mớp đắng nè, rồi mớp khía, cho nên Lâm gọi mớp này là mớp hương. Đấy, trái của nó đây, trái nhỏ thôi. Trái của nó có thể đạt đến 1 kg một trái. Rồi, bây giờ chúng ta đến với các món ăn trước nha bà con. Lâm nghĩ cái dây mớp này nó có nhiều cái món ăn rất là ngon. Ngoài trái của nó ra đó thì cái bông của nó, đây, chính xác là cái này. À, đây. Bà con mình thu hoạch về, chúng ta tách cái phần xơ bên ngoài ra, chúng ta xào ăn cực kỳ ngon luôn. Ngon của nó. Rồi, giờ cái phần ngọn của nó thì cũng như thế. Luộc sơ thôi, rồi chúng ta xào ăn ngon lắm. Nhưng mà bà con mình chắc là có một số bà con mình biết, một số bà con mình chưa biết. Vậy thì hôm nay trong video này Lâm chia sẻ toàn bộ về cái dây mớp này cho bà con luôn. Riêng cái trái mớp này bà con mình, những người bệnh tiểu đường đúng không? Bà con mình hàng ngày sử dụng cho Lâm là một trái đâu đó khoảng nửa ký. Bà con mình đem nướng, nướng lên. Nướng xong rồi bà con mình cạo cái lớp vỏ bên ngoài, cái lớp vỏ nó bị cháy á, bỏ đi. Vắt lấy nước uống. Nó sẽ bình ổn lại cái lượng đường huyết rất là tốt. Bà con mình, những người bị tiểu đường type 2 đúng không? Cứ dùng cách này. Rồi, khoảng 10 đến 15 ngày thì bà con mình sẽ biết được kết quả. Có thể là chúng ta sẽ tìm cái dụng cụ đo đường huyết đó tại nhà luôn để bà con mình biết nó bình ổn lượng đường huyết như thế nào. Rồi, tiếp theo. Thì đối với lá mớp này, ví dụ như những cái lá mớp non như thế này nè, đó, bà con mình có thể giã nhuyễn ra, vắt lấy nước. Chúng ta bôi để trị dời leo nè, gọi là zona đúng không? Rồi, tiếp theo thì mẩn ngứa hoặc là lở đầu thì bà con mình cũng dùng cách này. Có thể là chúng ta sẽ cho vào thêm một ít muối trong cái quá trình mà chúng ta giã. Đó, vắt lấy nước, bôi. Rất là hay. Rồi, lá mớp sử dụng rồi. Bông mớp cũng sử dụng rồi. Trái mớp cũng sử dụng rồi, đúng không? Nhưng mà trái mớp sử dụng chưa hết. Đối với trái mớp này thì bà con mình dùng trái mớp già đúng không? Mớp già. Cái mớp mà nó già thật là già luôn á. Bà con mình đem đi đốt tôn tính đi. Sau đó thì bà con mình mỗi một ngày sử dụng cho Lâm là từ 4 đến 8 gram bột này. Đó, bà con mình hòa với nước, bà con mình dùng. Thì nó trị được những người bị rong huyết, rong kinh. Đặc biệt là những cái phụ sản mà sinh bị rong huyết đúng không? Dùng cách này tuyệt vời. Tác dụng sẽ được phát huy ngay luôn. Đó, bà con mình nhớ ha. Bài thuốc trị rong huyết từ sơ mớp đốt tôn tính. Mỗi lần sử dụng 4 đến 8 gram. Đây, bài thuốc này Lâm nghĩ bà con mình nên lưu nhớ. Sau này gặp trường hợp bị rong huyết, dùng cách này. Lâm hứa với bà con mình đảm bảo thành công 100%. Rồi, bây giờ thì chúng ta quay qua, chúng ta sử dụng cái phần dây. Vậy thì dây mớp này chắc là bà con mình không cần Lâm phải mô tả nhiều đúng không? Đây, cái phần dây mớp. Vậy thì khi chúng ta dùng trái hết rồi, dây mớp nó già rồi, thì chúng ta lại bỏ cái dây mớp này, đúng không bà con? Đây thực sự là một cái điều mà trước kia Lâm cũng như bà con mình đã làm. Bây giờ chúng ta biết được tác dụng của nó thì Lâm nghĩ bà con mình rất là tiếc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cả cái dây mớp này luôn chúng ta đều sử dụng hết. Từ ngọn lá, bông, trái, dây, rồi rễ của nó. Ở đây chúng ta có một số phần. Bây giờ Lâm chỉ chia sẻ từ từ cho bà con mình ha. Cái dây mớp này nè, tổng thể của nó luôn. Dây từ ngọn cho tới gốc luôn. Là bà con mình về rửa sạch phơi khô, sắc đỏ ngắn ngắn thôi cho nó dễ phơi khô. Mỗi ngày sử dụng cho Lâm là 30 gram ha, 30 gram. Bà con mình sắc với 1 lít rưỡi nước cạn là còn 800 ml, chia làm 3 lần dùng trong ngày. Thì nó sẽ giúp cho bà con mình điều trị các chứng tê mỏi tay chân, đau nhức xương khớp cực kỳ hiệu quả luôn. Đó. Dây mớp này, nếu như chúng ta lấy cái đoạn từ dưới gốc lên 1 mét trở lại ha, lấy cái phần dây thôi nha bà con. Đó. Thì bà con mình đem đốt tôn tính ra, tán thành bột. Bà con mình sẽ chiêu với tiểu. Mỗi lần dùng là bà con mình có thể dùng 10 gram. Đó, chúng ta chiêu với quý tiểu
Đại Dục, sau khi mà bà con mình tán thành bột rồi thì chúng ta nhớ cố gắng chúng ta rây lọc ha, rây lọc. Rồi, lấy cái bột thật là mịn, chúng ta hòa với nước ấm, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta dùng với tiểu. Mỗi lần 10g thôi, thì nó sẽ giúp cho bà con mình trị những cái chứng viêm son, viêm mũi, chảy nước mũi, mũi có mùi hôi. Bà con mình thấy hay không? Cực kỳ hay đúng không? Nhớ, lấy thân, cách gốc lên 1m, rồi lấy cái đoạn đó thôi. Còn ở trên thì chúng ta để điều trị xương khớp. Còn riêng cái phần rễ của dây mớp này, nó tham gia vào cái bài thuốc mà trị viêm son nè, bình xỉn nè, đau nhức xương khớp nè, rồi cho bà con mình trị được cái chứng ho, rất là hay. Cái phần rễ của dây mớp nó chứa dược tính rất là cao, cho nên nếu như bà con mình điều trị đau nhức xương khớp hoặc là viêm son á, bà con mình nên cho cái phần rễ nhiều một tí xíu để tác dụng nó cao. Còn nếu như không có rễ nhiều, chúng ta lấy phần dây thì từ dưới đất lên 1m thôi. Rồi, chúng ta lấy cái phần đó. Còn cái đoạn ở trên thì chúng ta để dành, chúng ta sắc thuốc để điều trị đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp thì gần như là cái bệnh này rất là phổ biến rồi. Khi mà chúng ta lớn tuổi thì nhất định chúng ta sẽ bị. Ít hay nhiều, đúng không bà con? Một số hiếm người là không bị. Nhưng mà thực sự ra đó, những dược liệu như thế này rất là lành tính. Lâm nghĩ bà con mình xem được cái video này, đây là một cái duyên bà con mình vô tình lướt trên YouTube xem được kênh của Lâm. Thì Lâm cũng mang cái duyên này, Lâm muốn chia sẻ cho bà con mình những tác dụng tuyệt vời như thế này. Còn về uy tín kênh của Lâm thì bà con mình có thể vào kênh để xem. Lâm đã chia sẻ thuốc nam rất là nhiều rồi. Lâm mong muốn tìm tòi, học hỏi, rồi Lâm quan sát kinh nghiệm, Lâm chia sẻ lại cho bà con mình những bài thuốc đơn giản như thế này. Mục đích của Lâm là cố gắng giúp thật nhiều bà con mình khỏi bệnh, có sức khỏe tốt nè. Rồi đặc biệt là bà con mình phải thực sự là ít tốn tiền. Đó là tiêu chí của Lâm. Và gần như trên video này Lâm đã làm được điều đó. Rồi, đến đây thì chắc có lẽ video cũng hơi dài rồi, đúng không? Lâm xin phép bà con mình Lâm kết thúc video. Chúng ta có thể nói với nhau một cái điều tổng quát rằng dây mớp này là một cái loại dược liệu cực kỳ quý luôn. Chúng ta sử dụng từ ở trên ngọn xuống tới gốc, phần nào tác dụng trị bệnh cũng rất là hay. Vậy thì có cần quan tâm về những dược liệu như thế này không? Đó là quyết định của bà con mình. Còn quyết định của Lâm thì Lâm đã chia sẻ cho bà con mình tất tần tật những gì hay nhất của một dược liệu rất là quen thuộc, một dược liệu mà gần như bà con mình chỉ tận thu thôi là chúng ta đã có rồi. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép được kết thúc video. Trước khi kết thúc video thì Lâm chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe nha. Lâm mong muốn bà con mình, những người có hoàn cảnh khó khăn thì có thể có điều kiện tiếp cận được với những cái video như thế này, thì thực sự đây là may mắn của Lâm và cũng là may mắn của bà con mình. Rồi, đến đây thì Lâm xin tạm biệt. Lâm xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.